không chỉ gây ấn tượng với du khách qua màn nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc, với sự tham gia biểu diễn của 12 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các địa phương trong tỉnh. Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh năm 2020 đang thu hút rất đông người dân và du khách với nhiều hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn. Huyện Cô Tô mang đến chương trình tham gia nghệ thuật của Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh năm 2020 với 6 tiết mục và chủ đề là ca ngợi đảng, quê hương, đất nước và ca ngợi sắc màu dân tộc đa văn hóa của nhân dân huyện đảo Cô Tô. Em cảm thấy rất là vui mừng và tự hào khi mà mình có thể được biết thêm và tiếp thu thêm về văn hóa của các dân tộc khác. Được biểu diễn điệu múa dân tộc Tày thì em cảm thấy rất là vui mừng và tự hào vì mình được sống trong mảnh đất Quảng Ninh đa sắc màu văn hóa. Cũng trong dịp này, lần đầu tiên huyện Tiên Yên tổ chức lễ hội đường phố Tiên Yên ngay trên tuyến đi bộ Tiên Yên. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đến với lễ hội đường phố Tiên Yên, du khách còn được hòa mình vào chương trình diễu hành đường phố và những tiết mục nhảy flash mob rộn rã được biểu diễn bởi chính người dân Tiên Yên. Lần đầu tiên mình từ Hà Nội về đây được dự cái lễ hội phố đi bộ ở đất Tiên Yên này nên là mình cảm thấy là rất là vui và rất là phấn khởi. Mình cảm thấy là những lễ hội ở đây nó có mang tính chất của các dân tộc nên là một cái lễ hội vô cùng là độc đáo. Không chỉ tái hiện những nét văn hóa đặc sắc được gìn giữ và bảo tồn qua nhiều thế hệ của các dân tộc vùng Đông Bắc, chuỗi các sự kiện của Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3 năm 2020 đã có phần tăng cường đoàn kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo cơ hội giới thiệu quảng bá những tinh hoa văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, có phần nâng cao thương hiệu, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm vùng đất nơi bình minh thức giấc trong những tháng mùa đông.